Các bạn có biết tấm tác dụng của cái tấm ván phủ phim này là như nào không ạ? Đây, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ xác định cái tấm ván phủ phim nó là cái gì đã, về cái kích thước cũng như là chất liệu của nó. Đầu tiên các bạn hãy xem lại cho mình cái kích thước của cái tấm ván phủ phim này với cái bề rộng đang là 1m22 và cái chiều dài ở đây đang là 2m44. Đấy. Thì cái kích thước này là cái kích thước chung cho những cái tấm ván phủ phim hay là những cái tấm thạch cao mà các bạn thấy, hoặc là cái tấm alu mà chúng ta hay sử dụng bắn những cái biển quảng cáo ấy. Đấy. Thì những cái tấm ván phủ phim này với cái chiều dày của nó là 1,5 phân. Đấy. Nó được làm bằng gỗ ép và trên mặt phủ một cái lớp gỗ phẳng ở bên trên. Và cái tấm này thường được sử dụng nhiều trong cái công tác xây dựng, đó là chúng ta ghép cốt pha, và đặc biệt là nó sẽ lót cho những cái tấm sàn, nó sẽ cực kỳ bằng phẳng và dễ làm. Và những cái tấm này sẽ sử dụng cho những ô to, và trong trường hợp mà thiếu thì chúng ta sẽ phải cắt ra những cái tấm như thế này để chúng ta ghép vào những cái vị trí đấy. Ngoài ra là không những là nó được ghép cốt pha mà nó còn được sử dụng làm cái sàn thao tác của cái công tác chát vữa hoặc là công tác xây đấy. Và chúng ta cũng có thể là sử dụng cho những cái tấm hộp hay tấm hòm, thì chúng ta bắn vít vào thì nó cũng rất là chắc chắn đấy. Và hiện tại ở công trình đây đang sử dụng cái cốt pha là tấm ghép phủ phim như thế này, và các bạn nắm rõ về cái kích thước của nó cũng như là cái công dụng của nó để chúng ta sử dụng làm sao cho nó hiệu quả trong công tác xây dựng.